Nó ủa sao Ngọc ơi, sao em hát giỡn quá vậy Ngọc? Đẹp quá. Đu dây múa cột đồ. Trời ơi, đã hát yếu còn giao lưu khán giả nữa, như Ngọc ơi. Nghe nói là chuyến này như chị Nhung với lại chị Linh Ly gánh còng lưng chị Ngọc. Hả? Nè nhóm ba nè. Chị Nhung chứ. Đẹp quá. Ôi trời ơi, chị gái ơi, ngửi vị. Ôi Nhung hát hay quá. Nhung hát hay quá không? Ồ, đồ đẹp quá. Lung linh hả? Ồ, bling bling. À chị bóng hả? Trời đất ơi. Trời, chị không Nhung trẻ dữ vậy trời. Trẻ mặn luôn á. Đẹp quá. Dịu quá vậy. Dễ thương luôn. Ngọc hát hả? Thì thấy có một khúc mà gọi là cứng người nhẹ trước bắt đầu câu hát nha chị Ngọc nha. Đúng là giọng hát thì có sự khác biệt thật. Đúng rồi. Ô Ngọc hát hay mà thấy không? Trái tim này buồn biết mấy. Tìm rồi nè, trời sập nụ. Vậy là mình không được chê, mình chê là cái iPad này nó rớt nha. Trời ơi, nguy cam ghê nha. Trời ơi, đã hát yếu còn giao lưu khán giả nữa, chị Ngọc ơi. Anh thấy đó, cái câu của chị Ngọc vẫn khá ổn, xử lý khá ổn. Nè, khúc này mới là chờ đợi nè. Nhảy nè. Không hiểu thật sự luôn, mỗi lần hai ba diễn nghiêm túc là mắc cười. Rồi tiết mục này phần hình đẹp quá. Không, khúc này chị Ngọc thần thái nha, dịu nha. Phần nghe cũng ok. Ngọc nên vậy nha, nên hát chung với mọi người vậy mới thấy giọng hay nè. Nhưng mà sao hay có cái nét giao lưu khán giả vậy ta? Xịn mà. Được. Nhưng mà đẹp quá à, bộ đồ đẹp quá à. Không biết sao chứ mỗi lần thấy bà hát là mắc cười, trời chết rồi. Thôi là coi như là chuẩn bị là mình làm concert được rồi. Với lại là chuẩn bị đi lưu diễn luôn. Bác là coi như là bác xin nghỉ để mà làm trợ lý. Nice. Trời ơi quá ok. Đẹp quá. Nhưng mà chị ơi, nếu mà lần sau mình giao lưu khán giả lại để mình tập trung mình nhớ lời với lại nhớ vũ đạo nha chị. Dễ thương nha, dịu dàng nha. Được mà. Bất ngờ thiệt sự. Bất ngờ. Trời ơi, chứ cái lần mà Ngọc hát cái bài gì nó ủa sao Ngọc ơi, sao em hát giỡn quá vậy Ngọc? Em hát nghiêm túc đi. Lần này hay, lần này dựng hay nè. Trời ơi, mấy chị này quậy quá vậy. Bè đúng cái thứ nè. Chia câu đủ đúng không? Đủ sức cho mọi người á. Nhung đẹp quá, ai cũng đẹp hết luôn á. Đó, tới cái giọng mình là sở trường của Ngọc nè. Đúng kiểu diva luôn ha. Đu dây đồ này kia là sở trường của bà. Đu dây múa cột đồ. Trèo leo. Đu trên đó cực lắm. Đẹp quá à. Quá chê, nhưng mà em nghe tiếng chị Ngọc rơi rác đâu ở đâu. Vang vang ở bên ngoài giữa hai giọng luôn á. Cái đoạn này là chị Nhung đang là vô cổ trình. Hay là hai lực bè đúng không? Đúng rồi, bè. Ngọc thì với sợ khả năng là rất là thích lộn mèo. Đu kiểu này thì không sao cả. Chuyến này về xong là chị Ngọc có đi uống nước tiền đình không vậy nè? Đẹp quá. Nhưng mà treo cái này cũng đỉnh ha. Đau lắm à anh, treo cái này tập đau lắm á. Wow, bè cao nha mọi người. Trời ơi, nay đỉnh dữ vậy trời. Chị gan quá chị Ngọc ơi. Đúng là ba chị đẹp nha. Là như nhóm của chị Ngọc không có thống nhất về nét diễn ha. Chị hát một bài mà chị thì rất vui, còn Linh Ly rất buồn. Nhưng mà mốt là gia đình mình thống nhất nét diễn nha chị. Sao làm lâu vậy em? Trời cuộc sống hả? Đó, ba làm khế khó không? Ta ngồi bình thường không chịu đâu. Ba nằm dài ra kìa. Thấy chưa? Chị Ngọc chỉ tạo một cái nét gọi là tạo dáng khó hơn chi. Trong khi Linh Liên người ta ngồi là được rồi, người ta như là Sailor Moon vậy đó.
Rồi còn chị nằm ngã ngang ra giống như con cá bạc má vậy nè chị Ngọc ơi. Sao vậy nhưng mà đẹp lắm mọi người ơi. Không, thật ra Lan Ngọc mà chỉ cần hát với người hay là Ngọc sẽ hát hay. Hát nghiêm túc là sẽ hay. Anh thấy Lan Ngọc hát nghiêm túc hay diễn nghiêm túc anh không có tin. Mắc cười quá. Đó rồi, mắc cười thiệt luôn á. Ngọc ơi, xin lỗi em nè Ngọc. Anh không biết làm sao, mỗi lần em hát nghiêm túc, em diễn nghiêm túc gì anh mắc cười. Nó nghiêm túc luôn. Không biết làm sao luôn á, nhìn cái mắc cười liền luôn à. Mặc dù cái tiết mục nó rất là hay luôn á, mà nhìn ai cũng đẹp á. Chị Nhung bước ra nhìn hút dễ sợ luôn, Lily cũng đẹp luôn. Thì em vừa bước ra em cất giọng hát lên cái mắc cười liền. Không biết làm sao. Nhưng mà thật là nghiêm túc là cái tiết mục này quá là đẹp luôn. Kiểu em nghĩ chị Giang, kiểu chị bị giãn dĩ á. Thì em nghĩ là tại sao có thể vậy, trong khi mình có thế mạnh về vũ đạo thì mấy vòng đầu chị ơi mình an toàn xíu đi. Không, chị rất lì, chị chọn vô team 3, một cái team mà hát mà nếu ơi. À, em xin phép không hát nha, tại vì em hát em không đánh giá chị được, tại vì em với chị cũng ngang nhau ấy. À, nhưng mà thật ra em thấy nói chung là vì mình ở nhà mình ngồi mình lo cho chị thôi, nhưng mà nếu như bản thân mình mà mình chơi giống như chị Ngọc vậy đó thì chắc chắn cũng sẽ thích vô team 3, tại vì muốn thách thức bản thân. Mà chị Ngọc là một cái dạng giống như là gan lì đó, thích gì thích thử thách. Mình hạn chế giao lưu lại thì có vẻ như là nhịp nhàng mình có thể thích hơn, nhưng mà vẫn với trái tim em là 10 điểm. Thật ra mọi người biết không, Lan Ngọc á là nói chung là có thù với âm nhạc. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là hát sai chính tả. Ví dụ như là muốn á, muốn như là muốn đồ đó. Rồi cái thứ hai là gì? Có nghĩa là thích lên thích xuống là một cách rất là ngẫu hứng. Cái bài hát á, cùng một cái câu hát nó có thể lên xuống rất là thất thường. Nhưng mà hôm nay thì với cái phần trình diễn này thì mình cảm thấy là Ngọc đã tiến bộ rồi. Vừa hát được nha, rất trơn tru mà còn bè được nữa. Bè thấp bè cao. Nói chung là còn lo lắng gì nữa em. Bây giờ không còn có lo lắng nữa là chúng ta phải chuẩn bị đi nha. Tết này là chúng ta phải nhận show thôi. Hát không được chứ bộ, đâu có bị phô trương. Oh my god. Chinh phô như chị Ngọc hay nói cái gì đó, phô diễn. Phô diễn. Cá nhân anh thì anh có sản xuất cho chị Ngọc một vài sản phẩm rồi, thì anh thấy sản phẩm này là cái sản phẩm mà chị Ngọc hát tốt nhất trong những cái mà mình đã làm với chị Ngọc. Mà mình cũng trực tiếp đi thu âm với chị Ngọc, cũng kiệu bài, cũng làm mọi thứ, nhưng mà mình không hiểu sao, chắc là do cái sức ép lớn của chương trình hay là cái sự kỳ vọng của mọi người nên chị Ngọc hát tốt hơn rất là nhiều. Phần đệm, phần bày, phần cảm xúc ở trong cái giọng hát cũng rất là tốt nữa. Cái giọng hát nghe rất là khác so với những sản phẩm trước. Cảm giác nó up một cái level rất là cao. Cao đúng không? Em nghĩ là chắc có vào chương trình nên cũng áp lực, và xung quanh cũng rất nhiều chị đẹp khác cũng giỏi, cũng hát hay. Cho nên là áp lực tạo kim cương. Nên em nghĩ là bây giờ chị Ngọc là cũng ok. Anh chúc cho Lan Ngọc ở những cái công tiếp theo sẽ thành công vang dội hơn, sẽ là điểm nhấn của chương trình và luôn mang tới tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà anh ước là thí dụ như Lan Ngọc và đu trên cái vòng đó, xong rồi Lan Ngọc phải nhảy qua cái vòng người khác nữa, lúc mà trên cao Lan Ngọc truyền qua cái vòng người khác nữa. Trời, ghê chưa. Mới đó mới thể hiện được hết sở trường của Lan Ngọc. Anh hy vọng là ở một cái tiết mục khác Lan Ngọc phải có những cái thể hiện về ảo thuật, về siết, những cái sở trường của Ngọc nha. Đu dây đồ này nha Ngọc ơi, nhớ nghe cưng phải thể hiện hết mình nha. Em chúc trong những vòng tiếp theo visual chị sẽ luôn luôn đỉnh cao, những cái vũ đạo sexy của chị sẽ luôn luôn là sexy cháy bỏng như vậy. Nhưng em hy vọng rằng nếu như chị vẫn tiếp tục muốn thách thức mình trong những bản vocal, hạn chế giao lưu khán giả là giùm em. Mình giao lưu sau, hát xong, trình diễn xong, mình cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn sao. Trong lúc mình hát, tập trung nhớ bài, nhớ thoại, nhớ nhịp giùm em. Em cảm ơn chị, chúc chị thành công, may mắn và càng ngày càng đi xa. Mong là Ngọc sẽ luôn luôn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy coi như là mình đã được cống hiến rồi, phải tận hưởng cái gọi là cái cuộc chơi đó một cách làm sao cho nó trọn vẹn nhất. Nên là thắng thua nhiều khi không có quá quan trọng, có nghĩa là tận hưởng cái khoảng thời gian tốt đẹp này thôi.